Ngồi thiền cho Tuyên xem đi con. Nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Con cảm thấy như thế nào? Vô định được chưa mà tay vịn tay ôn dữ vậy? Đừng có buông lơi hơi thở của mình nha con. Trời ơi, mới đây ngủ gục rồi hả? Tỉnh dậy đi con, chú tâm vô hơi thở lại đi, không được suy nghĩ nha. Hãy dẹp bỏ tham vọng không ngừng nhảy nhót của mình đi. Chưa được thì làm lại nào. Chú ý vô hơi thở để loại bỏ suy nghĩ. Bỏ được suy nghĩ, sau đó nhiếp tâm vào hơi thở để vô trạng thái của định. Lúc này con sẽ thấu hiểu cơ thể của mình, không còn thấy đói khát, mệt mỏi hay buồn ngủ nữa. Thấy sướng chưa con? Một cảm giác an vui lan tỏa khắp cơ thể. Con đã quên mình mang thân loài vọc rồi đúng không? Được rồi đó, đừng có chấp vô cái thân này nữa, cũng đừng ham muốn có được thân này nữa. Loại bỏ những ham muốn trong tâm đi nào, để đạt đến cảnh giới xuất thần. Ê, nhưng không được xuất thần nhé. Tỉnh dậy nào. Tốt lắm. Đủ rồi, xả thiền đi con.